Anh em thấy we need glass chưa? How are you today? I'm fine. Yeah. Lemon grass chicken pork bowl. Mời anh em nhé. Cơm là cơm chiên với cả trứng ấy. Đấy, với ăn với cả cá này. Xuống lâu chưa anh? Hả? Một tiếng. À một tiếng. Ai thật à? Còn đây là em Hương. À. Văn phòng Kelly, Haley. 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 Traditional bread. Ok, I will try. Mình sẽ ăn thử cái bánh mì truyền thống nhé. Bình thường ở Việt Nam mình thì ăn nhiều cái bánh mì của Việt Nam rồi. Đấy. Anh chơi kiểu này cho nó dân dã trước á. Mời cả nhà nhé. Bên này là không có nước mắm thôi. Cho nó mặn mặn đi nó dễ nuốt. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Soul TV. Hello anh. Hiện tại thì mình đang trên đường bắt đầu ra tàu bay các bạn ạ, ra máy bay rồi để chuẩn bị bay sang Dubai. Đấy, thì mình với cả anh Hải dâu thì mỗi anh em lại đi một chuyến khác nhau. Đấy. Vâng. Nhiều lắm. Em cảm ơn. Dạ. À. Chứ tôi ở khách sạn này em, lên TV tí nào. Đấy, bà Liên nhìn thấy không? Lúc nào Hải Sapa này. Bà Liên, bà Liên là vợ anh à. À chị, đấy, thì hôm nay là mình bắt đầu lên check-in. Bây giờ thì đang ra. Vừa lúc nãy thì ở ngoài kia làm cái check-in security hơi lâu. Hello. À đây, nào, em mình lên TV tí nào. Ok nhá. Anh chị đi nước nào đây? À thế là cũng quá cảnh ở Dubai ạ. À đi đâu nào nhỉ? À đây. Business class. À anh em thấy business class chưa? À. Đây, đi hạng business. Thì để xem là ở trong này nó có cái gì hay không. Quay chia sẻ với anh em nhá. Chưa bao giờ được ngồi những cái hạng như này. Đấy. Hello. Hello, welcome on. Yeah. Please. You're gonna go to the second, right? Yeah. Okay. And the last cabin. Welcome on board. Yeah. Hello, thank sir. You. Thank you so much. Hello. Here's the. It's just right here, the second one. Welcome. Yeah. 25, right? Two A. It's one, two. Window size 1 2 2 A. Đây. À, nhé. Chú ơi chắc là ở đây. Các bạn thông cảm lần đầu đi nó vẫn còn hơi kiểu ngáo ngơ nhé các bạn nhé. Nhưng mà ngủ đây có vẻ đã đấy anh em ạ. Nè, ở ngoài đây. Mình vừa mới hỏi rồi các bạn ạ, bảo là mình quay phim có được không thì các bạn bảo là không vấn đề gì các bạn nhé. Đấy, giờ thì là ok rồi. Đấy, đây là 2A này, EK395 Hà Nội đi Dubai. Đấy, để xem là cái hành trình này. Hello. Hello. Would you like to have a new fresh mess? It's BP plus champagne, apple juice or fresh orange juice? Orange, yeah, thank you. How are you today? I'm fine. Yeah. Yes, thank enjoy. Thank you so much. English. Yeah, can you show me the Vietnamese. Okay. The plane from here to Dubai, how long? I mean like, yeah. 7 hours. It's gonna 7 hours. 7 hours flight, yeah? Yeah. 7:03 to be exact. Yeah. Portuguese. Okay, I'll come back in 1 second and put it in Vietnamese, okay? Thank you so much. Very much, yeah. Đấy các bạn ạ, trên này dịch vụ ok đấy. Mình bảo mình không không biết tiếng thì nhờ anh em nó mở cho để xem cái hành trình cái nhá. Cái gì mình không biết thì mình cứ hỏi thôi. Yeah, information here. And then today fly, right? Yes. Yeah. There's two cameras here. Ah. So one is there is a camera so you can see from
outside, inside nữa. À ở đây nó có cái camera hành trình luôn. In front. It's too dark here now. Yeah, but too dark. Yeah. Looking at below. It's dark. Yeah. Yeah. Nó có đây có hai cái camera các bạn ạ, nhìn trước nhìn xuống. In here the fly how long? So how it will show you the time later after takeoff. Yeah. After this fly. Is showing your flight number. Mm-hmm. From Hanoi to Dubai. Yeah. This is our aircraft type 777 Boeing 777. Yeah. This is the altitude. How high we are. How high we are? Yeah. This is temperature outside. Temperature. Yeah. And this will show you later after takeoff. This is how long time we have. Uh-huh. This is the distance. How many kilometers? How many miles? Yeah. And then this is the time in Dubai. Yeah. This is the time arrived. Estimated. It's not updated yet. Yeah, it's not updated yet. Okay. Mm-hmm. Thank you so much. Later. Yeah. You look like from Korea. Vietnam. Korea. Oh yeah. Nice to meet you. Thank you. Yeah. Thank you. Với mới hỏi người anh em bên Hàn, các bạn là người Hàn. Đấy, là có camera đầy đủ thông tin nhưng mà lát nữa sẽ update lên đây. Và để xem nào. Ở đây thì mình đến sớm thì họ mang cho mình cái ly nước này. Với cả đây là có cái chai, một chai nước suối này để sẵn lên luôn. Đấy, ở đây là có cái gì đây? Cái này là cái bịt mắt này. Đúng không? Đấy, để ngủ này. Và ở đây là có cái tai nghe. Vì mình bay là 7 tiếng các bạn ạ, nên là lát nữa là bay là B333. Đấy. Yeah. The menu for today's flight. Ah, vừa ngồi xong đã có menu. Menu. Yeah, for. Would you like a wine list? Huh? Wine list. Why? Ah, no why. Oh, right. What is this? This is like an amenity kit. Amenity. Yeah, brush and every. Okay, okay. Cái này là cái đồ vệ sinh cá nhân nhỉ, bàn chải răng các kiểu các bạn ạ. bạn kia bạn ấy vừa bảo mình có dùng rượu không nhưng mà mình không nhé các bạn nhé. Đây mình vừa mới mở ra đồ vệ sinh cá nhân ở khoang hạng thương gia nó cho mình này. Dao cạo râu rồi đấy, dao cạo râu này rồi một số khăn giấy các kiểu các bạn ạ. Vệ sinh, đồ vệ sinh cá nhân amenity. Đấy. Và vừa mang cho mình cái menu để xem là mình có dùng rượu rước gì không, nhưng mà chắc là không các bạn ạ. Để đây làm tí nước cam. Nước cam là vĩnh cửu. Ok đã. Mình vừa mới tìm được một cái nút này nhá. Đây các bạn này, mình có thể cho cái này lên để đỡ phải nhìn thấy cái mặt cái ông bên cạnh. Ví dụ như là mình là nữa gặp gái xinh phát thì ấn nút này này. Đấy, là cái này là sẽ hạ xuống này. Đấy, mình có thể nhìn cái người bên cạnh rất là dễ. Đấy, nếu trong trường hợp bên này mà nó gặp ông được dựa thôi mình lại cho nó lên nhá. Đấy. Em thấy ok không? Còn cái này là cái đèn này. Cái đèn. Đây là cái đèn đọc sách anh em ạ. Sáng thế nhỉ. Lần đầu đi hạng thương gia các bạn ạ. Nên là cũng muốn quay chia sẻ với anh em xem là cái hạng thương gia của hãng Emirates như nào. Off. Đặt. Đấy. Ở đây có cái bảng menu này. Ở đây là cái bảng này nó cũng có thể nó cũng giống như ở cái bảng ở phía trên kia. Đấy, rút được không? Cái này sẽ khóa rồi. Cái này giống như kiểu là nó có một cái iPad đấy các anh em. từ từ khám phá từ từ nha. Thank you. No worries, thank you so much. Oh, it's very warm, yeah? Yeah. Yeah.
Yeah, make me fresh. Thank you. Yeah. À, mình vừa được một cái khăn khăn ấm các bạn ạ. Đấy, chắc là bạn vào để cho nó. À, đúng là kiểu hàng thứ giá khác, khăn nóng thơm. Tuyệt vời đấy. Bình thường thì chỉ được cái khăn lạnh thôi, ở đây là khăn ấm luôn. Rồi bắt đầu máy bay đang di chuyển rồi các bạn ạ. Đấy. Đúng là khơi. Đây. 00:23. 25 là bắt đầu bay. À, đây là cái camera ngày trước máy bay này. Đây các bạn thấy không? Đây là ghi là 7 tiếng này. 7 tiếng 15 phút này. Đấy. Cái camera này, đây là camera mà trước phía trước máy bay đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây có cái màn hình mình có thể nhìn được camera phía trước luôn. Rồi, bắt đầu lên nha anh em nha. Lên. Lên rồi đấy, lên rồi. So can I use the Wi-Fi here? You may connect to the Wi-Fi. Okay, just wait until we reach the final altitude, which is going to be like in 10 minutes. 10 minutes after the flight, and then I can use the Wi-Fi, right? You can purchase the bundle, so you need to go to Wi-Fi. I can assist you with it, and then afterwards you can choose the bundle that you like. There is like $6, there is $15, and there's $20. It's $20 including everything: YouTube, Messenger, Instagram, everything. Calls, videos. So use the Wi-Fi here. You still can, but you have to pay, right? You need to pay by credit or debit card online. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Press the call bell here if you need anything. You cannot see this now, but yeah. If you go back, you can see it. Can you put it in the back? No, sorry, it's here. Right here. If you need anything from us, just press this call bell, please, okay? Press here, like, yeah, like call you. Yeah, the little person is us. Little person here is our, call you, right? Yes. And how can I put it in the back? I'll show you just what the back So you have the, where's it here? Yeah. You have the controller right here. This one is to go to that sit back. So you can sit partly back. I'm sorry, this one. To put sit partly back. If you want to go all the way to the bed position, you should press this one with a little bed, okay? It's like bed, yeah. If you want to get up all the way, you just need to put this one. The one with the plane. When the plane going plane? Down. Exactly. Up, yeah. Up and down, you just and put then, it up. When I want to sleep, and then I press here. Correct, yes, yeah. 100%. And here, you're 100% here, yes. Middle. Yes, this is like just sitting back. Thank you. Yeah. You know what it is? This is the little screen you can control this big screen with. However, if you want to watch or play anything, it's going to be here. You can also do with touch screen and all. Okay? Got it? Sorry, you were here, I guess. Yeah. Is that okay? Yeah. Anything else, sir? Any questions for you? Perfect. It's the first time I try on the business class in Emirates, and so I want to make a movie for my friends and everybody. That's cute. You don't have a channel or something, like a YouTube channel, or just for you? Just for me. Just for you? No worries. Let me know if you need any assistance. I can take for you there, here, anything. Let me know, okay? Thank you. No worries. Yeah. So for today's flight, we're gonna serve a light bite service at the beginning of the flight, which is now light bites, which is, I believe you do have a menu already, correct? You got a menu somewhere here. Somewhere here. You got the menu anyway. Yes, yeah, right here. So all the menu, I can choose something. We have three options for the light bites. Mm-hmm. It's either a chicken poke bowl or pasta with tomato, and the second option is, forgive me, I'm just double checking. It's noodles, I think, fried rice. Yeah, it's Vietnamese braised white fish with fried rice. Yeah. Yeah, these are the options.
I will come back. Let me see. Yeah. I can choose now, right? Yes, of course you can choose. And this is also a dessert profiterole. It's also including the service. Yeah, night by. Yes. And breakfast. Breakfast will be served just before landing. I'm happy to take both of your orders whenever you're ready, okay? Mm-hmm. I'll leave you a minute and then come back to take the order, okay? Sure. À, mà đây vừa mới chỉ cho mình là mình có thể order đồ ăn muộn ở đây ăn khuya, kiểu ăn khuya các bạn ạ. Và hướng dẫn mình một số cái thao tác để mình chỉnh. Đấy, bây giờ mình chỉnh cái này nhá. Đấy, các bạn xem này, mình chỉnh theo giống cái giường luôn này. Để nằm nghỉ ngơi luôn này. Đấy, chân lên anh em thấy chưa? Uy tín nhỉ? Giống luôn cơ. Còn đây là một cái, đúng là một nửa này. Đấy, đúng là đi cái hạng này ok đấy anh em ạ. Tha hồ và nghỉ ngơi nha. Và cái này là kiểu máy bay này. Đây thì bây giờ mình sẽ có một cái bữa ăn khuya. Lemongrass chicken, pork bowl, rồi hot snack, dessert, khá là nhiều món luôn các bạn ạ. Đang nghiên cứu xem là ăn cái gì. Can you put more lime? Yeah, okay, it's better. More? You want more lime? Yeah. Ah, okay. Yeah, make the light cold. Okay. Yeah, and one more. Yeah. Mình đang bảo nhờ bạn ấy bật điện lên cho nó sáng. Mình quay mặt bạn ấy nó dễ. Yeah, oh, be careful. Sorry. Yeah. This is the next one. Yeah. Yeah. So, which one is? Like a poke bowl salad, so it's like a salad with chicken strips with it, and you do have a nice chili sauce as well, so it's a healthy option. That's to go Vietnamese, more like a fulfilling. You have the fish with the steamed rice, Vietnamese style. Mm-hmm. You've got the mushroom pasta over here, so it's more like a lighter option, and you do have the dessert as well. Okay, so mình đang chưa biết là chọn cái gì anh em ạ. Vietnamese style rice and fried fish, yeah. Just do one of them, right? Yes. So you can choose one option, either cold or hot, and a dessert. Yeah. So you can have. Just make for me a Vietnamese style, and then the desserts. Yeah. Thank you. What about a drink? A chocolate. Then? Chocolate dessert. Any drinks for you, sir? Drink. Drinks. Mineral water. Mineral water. Yeah. Sure. You don't have a water right here. I saw it. I see you the water. Would you like to have water in a glass again? Another one? This water, this is okay. Good? Okay. Yeah. If you like any more, just let me know. I'll replenish it during the flight, okay? Thank you so much. Thank you so much. Cheers. Yeah. Thank you. You want the light? Light on, okay. Leave it? Yeah. Okay, thank you. Thank you for me. Make a movie. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Đấy. Trước khi mình quay là mình xin phép bạn ấy rồi các bạn ạ. Và để cho phép quay thì mình mới quay nhé. Đấy, mình đã vừa order đồ ăn rồi. Ăn khuya các bạn ạ. Đấy, ok, chờ lát nữa xem đồ ăn có cái gì nha. Vừa đây là mình có hỏi cái chương trình kiểu dùng wifi trên này các bạn ạ. Mà wifi trên này là mình đều phải trả phí. Nó sẽ có nhiều cái gói cái phí hết nhé. Nên là khi mà các bạn ngồi ở cái hàng ghế thương gia này thì mình có thể sử dụng được wifi nhưng mà làm mất phí anh em nhé. Đấy. Hello. Yeah. Yeah, sure. Bạn này đưa cho mình cái đệm. Thank you. So I have to stand up, right? Yes. Yeah, thank you. Mình phải đứng dậy để cho bạn ấy dậy đệm các bạn ạ. Yeah. Mình đang cho cái ghế nó xuống. Thank you. Yeah.
cách đám đông luôn ạ. Họ xếp một người một khoang. Đây là được đặt đệm lên. Anh phục vụ người Hàn Quốc các bạn nhé. Sorry. Hey. Yeah, thank you. Yeah. Đấy, có đệm. Chân thì ấm đệm đêm rồi anh em ạ. Bạn phục vụ của bạn ạ vừa mới nói mình là đồ ăn thì khoảng 10-20 phút mới có. Nên là mình sẽ order một đi mojito. Đấy. Cho một chút cồn nhẹ nhẹ để lát ngủ cho nó ngon. Mời anh em nhé. Mojito này là có chanh này, một chút cồn này, với cả một cái lá rau thơm đấy anh em. Đấy, cái lá rau thơm. Uống nó chả ra làm sao. Cố hết cái anh gọi là nước chanh của mình. Nước chanh này nó vắt ra, xong rồi nó thả cái vỏ vào nên là nó có cái kiểu cái acid ấy. Đấy, nên là nó có cái mùi. Trải nghiệm thử. Thank you. Đồ ăn của mình đã đến đây các bạn ạ. Yeah, oh, the table. Yeah, okay. I need to set it up a little bit, right? Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah, open đi nước. Ăn trải bàn rất ok. Đây là bữa ăn khuya ở trên hãng Emirates của hãng pizza, rice and fish, yeah. Very hot. Very hot, yeah. Rất là nóng anh em ạ. Cái rèm nó tự hạ xuống luôn này. You may open it yourself from here, this is just the settings. Yeah. There you go. Okay, cái này mình có thể mở được. Thank you very much. Yeah. Bạn này rất là nhiệt tình luôn anh em ạ. Đấy, trong này là có dao dĩa được bọc rất là cẩn thận luôn. Đấy. Đấy, mình một tay quay mà hơi khó mở ra. Okay. Yeah. Yeah, can you help me open the hand? Sure. Yeah. Chắc là phải nhờ em đấy không? Mở giúp cho vì cái tay của mình một tay cầm camera nên là rất khó để mở. Mấy khi mình được đi trải nghiệm cái hạng thương gia đâu nên là cũng phải làm nũng cho em nó một tí các bạn ạ. Cái này nó rất là cứng, mình cứ tưởng một tay ấy được, nó khó. Yeah, thank you very much. Yeah. Rất là xinh, tuyệt vời, nhiệt tình. Exactly, yeah, just open just like that, strong, right? Yeah, thank you. You have a cooker inside, yeah? Yeah, thank you, yeah. Okay. Mình được một ly nước. Trong này là có cái thìa. Đây, để lấy cái này nó dễ anh em ạ. Cá này, cơm, là cơm chiên với cả trứng ấy, với ăn với cả cá này. Đây. Mời anh em nha. Không ngờ cái món cơm xào mà ăn với cái cơm rang trứng. Đây là cái món kiểu dạng cá thu sốt các bạn ạ. Tuyệt vời.
Nói chung là khuya khuya tầm này mà sơ như này là cũng là ok đấy, ấm bụng. Uống xong quả này là đi ngủ một phát là đến sáng luôn. May là cái múi giờ nó cũng không chơi nhiều quá. Chứ như lần trước mình đi Nga ấy, cái múi giờ nó lệch nhiều quá nên là nó rất là mệt. Mình ít khi ăn đêm lắm, bởi vì ăn đêm nó sẽ rất là béo. Nhưng mà luôn ăn ngon đấy. Người ta nói là đồ ăn ở trên máy bay nó dở, nhưng mà thực sự cái món này mình ăn rất là ngon nhé. Đồ ăn Việt Nam ngon, dễ ăn. Các cô gái ở đây là phục vụ cũng rất là dễ thương luôn, thân thiện. Nhiều nơi mình đi là họ không cho mình quay phim đâu các bạn ạ. Xong quả cơm này ngủ là uy tín luôn. Đối với mình hình như là cái chén này nó hơi nhỏ anh em ạ, chắc là phải sơi được 3 chén. Nhưng thôi, ăn thì ăn được khuya nên là ăn nhẹ nhàng. Ở đây còn cái phần kiểu tráng miệng, cái bánh ngọt nào, mùi khá là thơm. Cái này kiểu là bánh sô-cô-la. Bánh ngon lắm, kem sô cô la. Mình lấy cái dĩa này mình cắm vào này nó dễ này, nhưng mà bánh nó rất là ngậy luôn. Ngon đó. Bây giờ là chuẩn bị kho mở giấc. Rồi sáng mai lúc nào mà ngủ dậy sẽ vào review của nhà vệ sinh rồi mọi thứ ở trên cái khoang hạng nhất này các bạn nhé, khoang thương gia. Và bây giờ thì tranh thủ đi ngủ đã. Can you clean this for me? Of course. Yeah, thank you very much. How was it? It's very delicious, perfect. Really? Okay. I am very full now. Great.
great. You see my stomach. It's like a baby here. Yeah, there's right? 9 months, yeah? Yeah, 9 months. Would you like me to take this yeah, as you well? Can clean this okay, for of me. Course, of course. Thank you so mình much. Bảo là cái bụng mình ăn no quá, bạn bảo là nhìn nó giống kiểu 9 tháng các bạn ạ. Thank you so much. Yeah. Can I get you anything else? Anything else, I will call you, call yeah? Me. Okay, I'll leave you to rest until breakfast. I'll wake you up, yeah? Mm-hmm. So, see you on the breakfast. Yes, sure. Thank you. Yeah. Mình vừa chào bạn ấy xong để mình đi khò mà giấc đây. Hẹn bạn ấy sáng ngày mai một bữa sáng các bạn nhé. Mình vừa mới xuống sân bay anh em ạ. Ngủ phê quá, có cái bữa sáng anh em chị em gọi dậy nhưng không ăn để không review cho anh em được. Giờ thì bắt đầu mình sẽ đáp xuống sân bay nhé. Tiếp tục quay chia sẻ với các bạn hành trình ở Dubai nhá. Let's go. Thank you. Yeah. Goodbye. Thank you. Yeah. Sân bay Dubai. Do là ngồi ở hạng thương gia nên là sẽ di chuyển ra một cái cửa riêng. Ra đây ngay cả cái cổng mà đi ra cái thảm đây nhìn thấy xịn sò nhỉ. Cái thảm. Vừa đến đây là mình cũng thấy là cái sân bay này sạch sẽ anh em nhé. Nghe có cái băng này đứng ở đây nó cũng đỡ. Con chào bà nha. Chào nha. Vâng. Con thật được nha. Wow, trời bố ơi. Mẹ, coi cái này xuất. Thế à, chị đi đâu đây? Em đi đâu? Em ở đây á? À? Vâng. Anh ở đây mấy hôm? Vâng. Bà. Mày mua luôn các bếp của Hải Sa Phá về em này. Em không kịp mang sang này. À, đấy mới mua chồng các bếp à. Dạ. Con cảm ơn bà nhé, có gì lên Sapa và alo con đón. Vâng. Wow, trời ơi, thần tượng này. Dạ, dạ. Một châu gấp đi. À, em ở chỗ nào ở đây? Vâng. À, 11 như thế nào nhỉ? Để lấy đồ. Vâng, con chào bà nhá, để anh em con đi lấy đồ đã. Chào nha. Vâng. Cảm ơn em. Con đi lấy đồ rồi, con gọi cho mẹ nhá. Đi lấy đồ gọi cho mẹ. Giờ mình đang đi ra để lấy đồ nhá. Đang truyền số 11. Mình nhìn thấy tít ở xa là Dương. Nhưng phải nói ở đây rất là sạch sẽ với cả chuyên nghiệp. Đấy. Cái băng tải lấy đồ nó cũng rất là hiện đại. Không biết là hành lý của mình nó đang nằm ở đâu rồi. Mình đã thấy đồ của mình rồi. Đây. Đây. Không thể nhầm được. Ây ạ. Đây, mình vừa mới lấy hành lý xong đấy các bạn ạ. Đồ đạc giờ thì ra đây để đi tìm anh Hải. Đây rồi. Chào Tráng Sĩ. Xuống lâu chưa anh? Một tiếng. Ai chào già. Thế còn đây là đây là em Hương. Văn phòng Kelly Haley. Haley, văn phòng xuất nhập khẩu. Hương đi cho nó. Gọi Hương cho thân thiện đúng không? Không. Nhưng em Hương tức là nhưng mà bên Việt Nam là em Hương. Ừ. Nhưng mà bên này là nickname và tức là mọi cái giao dịch bên này là Haley. Haley, ok. Tức là em là Nice to meet you. Giới thiệu. Giới thiệu với em Hương em Haley đây là anh Hải. Sapa TV. Cũng đang đồng hành cùng với tập đoàn Camel mình. Thấy anh đồng hành với tập đoàn mình cũng lâu rồi mà hôm nay mới có dịp gặp. Ok. Dạ. Rất vui được gặp em. Dạ, đi xe em mình di chuyển đi. Anh em mình đi xong rồi anh vâng. Em đi ăn sáng em ạ. À đi ăn sáng. Xe là đợt này là sang bên này là
tập đoàn bố trí xe tự lái luôn. À, tự rồi. Mình lái đi các khu du lịch, ok, tham quan, quá tuyệt vời. Tất cả mọi cái này. Anh lái đúng không? Ừ, ok. À, à, thank you. Hayley bay có mệt không em? Hương bay có mệt không? Không mệt lắm ạ. Ừ, như anh Hải tươi này chắc không sao. Đúng anh Hải. Em bay từ Hồ Chí Minh thì em chắc là bay sớm hơn mọi người xíu cho nên em đến trước. À. Bây giờ là anh em mình là có book một cái xe rồi. Đấy. Nhưng mà đây, taxi ở Dubai đây. À, this way. Yeah. Here. We got to go. Yeah. Thương khỏe hả anh nha. Trước mình có nghe ai bảo là bên này là toàn sử dụng xe sang chạy taxi, nhưng mà mình vừa bước xuống đây nhưng mà chưa thấy con xe sang nào anh em ạ. Do là anh em khá là nhiều hành lý nên là mình phải order thêm một cái taxi các bạn ạ. Đấy. Nhiều đồ quá. Hi. Hello. Hi, good morning. Good morning. Ni hao. It's very nice car. No, we are Vietnamese. Say Vietnamese. Vietnam. Xin chào. Xin chào. Yeah. Vietnam. Yeah. Very luxury car. Yes. Yeah. Mình được anh em bố trí gọi xe. Rất là ok. Xe này Hương có biết xe gì không? Xe này của Hyundai à? Hyundai Roadside Assistance. Which kind of car is Hyundai? Hyundai. Hyundai Korea. Import from Korea? Yeah, Korea. mình biết là Hyundai rồi nhưng mà không có này con gì. Đấy, rất nhiều anh em cứ bảo là cái gì nhỉ? Bên này làm xe xe taxi ha, mà toàn là Porsche với cả ấy là mình chưa nhìn thấy con nào anh em nhá. Còn bên đây mình nhìn thấy là toàn cái gì nhỉ? Con này là Toyota đấy anh em ạ. Đấy. Đấy, cẩn thận nó rơi vào đầu anh. Hương sang Dubai nhiều chưa? Em lần này cũng lần đầu sang Dubai. Lần đầu luôn. Dạ, em đi mấy nước khác nhiều hơn. Lần này thì sẽ nhờ Hương nhiều để đưa đi các cái địa điểm ở đây. Hương nói tiếng Anh tốt đúng không? Dạ, em nói tiếng Anh và tiếng Trung ạ. À, tiếng Anh, tiếng Trung luôn. Thì coi như hai anh em mình cùng nhau khám phá tại vì em cũng lần đầu. À, ok em. Dạ. Thank you. Continue straight. So how long to the hotel? 10 minutes. 10 minutes. À, kìa, bọn đây có cái... Khoảng take the D89 ramp on the left, then merge onto Airport Road. Đây mình quay cái đường phố ở YouTuber. YouTube. Yeah, YouTuber. Very famous in Vietnam. Content creator. Yeah. Okay, give me. Yeah. Special. The driver very handsome. Ông lái xe ông bảo quay ông tí đấy anh em ạ. No, you give me YouTube. Ok, sure. After I give you. Okay. Then you subscribe and follow him. which kind of blogger? Keep left to stay on Airport Road. Traveling. Yeah. Here is the first time I come here, so I want to make a video. Continue for on Airport Road for 1.5 kilometers. Sáng sớm nhưng mà cái lượng xe nó đi lại rất là nhiều nhỉ. Bây giờ là 6:35 đúng không? Giờ của bên Dubai. Bây giờ Việt Nam mình là 9:30 thì ở bên này là 6:30. How many hour need Vietnam to Dubai? 7 hours. Oh, bit long. In 500 meters. But we fly by night, so we sleep. Terminal 2, yeah. Al-Qusais.
đường phố ở đây nó cũng sạch sẽ đẹp. Turn right, signs for DXB Airport Terminal 2, Alcaçiz. À, cái quả mà Google Maps bên này khen nhỉ. Signs for DXB Airport Terminal 2, Alcaçiz. Xe xịn đi êm nhỉ. Êm như du. In 600 meters, keep left. Bắt đầu mình như chuẩn bị ra cao tốc sao ấy. Keep left. Mình thấy cái đường ở đây cảm giác nó giống như kiểu bên Nga ấy. Cứ ra khỏi phi trường phát là các bố bắn như tên lửa, bắn tít từ lò luôn. À đây, sân bay này các bạn này. Keep right. Bình minh, rất nhiều sân bay luôn, rất nhiều máy bay đang đỗ. Đằng kia các bạn nhìn thấy che kiểu dạng như kiểu bình minh chạng vạng rất là đẹp. Rồi, Dubai. Chắc là đây là sân bay kiểu dạng quốc nội, máy bay nhỏ nhỏ. Đẹp nhá. Hôm nay mình quay do là không sử dụng gimbal nên hình ảnh nó hơi rung lắc, mong anh em hết sức thông cảm nhé. Em thi thoảng nói mấy câu tiếng Anh, nếu mà lúc sắp có sai thì cũng mong bạn thông cảm, vì tiếng Anh mình là dạng kiểu cúi bắp thôi, tự học nên nó không được chuẩn. Keep left, then turn left onto Abu Hale Road. Hôm trước mình vừa nói tiếng Anh với cả hai bạn Tây, xong rồi có mấy bạn vào comment bảo là em biết comment kiểu gì không? Bảo anh Hải ơi, anh học tiếng Anh ở trường nào thế? Thế mình bảo hỏi làm gì, mình định đi học à? Nó bảo không, em né cái trường người ta. Turn left onto Abu Hale Road, D91, signs for Hor Al Ans East, Al Waheda. Keep right to stay on Abu Hale Road. Phải nói là view khá là đẹp. Hôm nay Hải xin phép giới thiệu với cả đại gia đình là có em Tùng sẽ là hướng dẫn viên kiêm driver cho cả đoàn mình đi chơi tham quan nhé. Đồng hương nhà mình đấy. Đồng hương. Em quê ở đâu nhỉ? Dạ em gốc Hưng Yên. Hưng Yên anh em nhé. Hưng Yên. Nhưng mà bây giờ ở Xuân Đỉnh. À, em ở Xuân Đỉnh. Xuân Đỉnh. Nên là em bên này em cũng có những cái công ty du lịch và em sẽ dẫn anh em mình đi suốt cả một cái chặng đường. Chặng đường hành trình. Đấy thì nhưng mà hôm nay em Hương đấy nhá. Em Hương là về gắn hành trình với anh em mình. Còn bây giờ thì anh em mình chưa nhận được phòng. Đấy, nhưng mà anh em mình sẽ gửi đồ lấy tân rồi giờ lên ăn sáng buffet. Sau đấy thì mình tranh thủ để đi chơi được nhiều nhất điểm. Quay chia sẻ với mọi người. Mời anh. Sáng buffet đây thường có bao nhiêu món em? Thấy dài dài đấy em ạ. Cái này mình nhìn thấy kiểu ngũ cốc không nhỉ? Ngũ cốc. Có cái món gì mà... Việt Nam à? Nó mang nguyên cái tổ ong vào đây à? Đội bên này có khóe ăn ong đúng không Tùng? Đúng rồi bác. Đây là cái mật ong à? Mật ong anh vâng. Đây mật ong này. Chắc cái này là mật ong khoái nhập bên Sapa TV sang. Đúng không? Đúng mật ong khoái rừng không? Đây là quầy hoa quả anh. Hoa quả. Xong quầy cheese. Đúng không? Một số các đồ ăn kèm cho các món ăn của họ. Ô liu. Bên này là canh. Đây là trứng à? Quầy là quầy trứng nóng. Omelette. Cũng dài đây. Rất nhiều các món khác nữa. Dạ.
có những cái món đặc biệt của món ả canh. Em Hải cái đĩa vừa lấy vừa review luôn. Cảm ơn anh. Anh thấy em cái đĩa đây anh lấy đồ. Ở bên này họ thường xuyên ăn kiểu dạng cà ri là nhiều đúng không? Vâng, là cà ri là họ ăn khá nhiều. Hèm. Ả người ta không ăn cà ri mấy nhưng các món này thì món còn khác đây ạ. Mình làm cái đĩa to như cái món gì đây? Trứng hấp. Trứng hấp, trứng luộc. À, trứng luộc. Kiểu là bên này họ ăn chay nhiều á, nên là... Cho anh cứ thử mỗi thứ một tí đi. Sốt. Em lấy đĩa. Vâng, em xin. Vâng, chắc là anh cứ vã cái món truyền thống thôi. Ai ăn gì thì lấy nhá. Vâng. Ok. Anh thì lấy rồi. Ai ăn gì lấy, anh Hải cứ lấy gì lấy nhá. Đây, mình cứ bacon, thịt nguội này. Đấy, rồi làm tí bánh mì. Châu gấu em à? Không. Ngồi đây đi. Đây, chú em ngồi. Thế ngồi luôn đi. Làm tí thịt nguội. À, xúc xích này. Yeah. Mình cứ phải là nhiều đạm. Cái này là trứng hả em? Vâng ạ, trứng kia anh ạ. Không nhưng mà anh sẽ ăn trứng. Anh gọi trứng nóng đi nha. Anh ăn trứng nóng đi. Vâng. À, cháo yến mạch. Cái nồi đấy cũng đẹp quá. Nhá. Thấy bảo là cái đồ ăn ở bên này nó rất là khó ăn ấy. Nên là mình phải lựa. Không biết cái món này là món gì luôn. À, cái này là khoai tây. Kiểu dạng bánh khoai tây potato. Good morning. Can I have the omelette? Sure, what do you like, sir? Omelette with onion. Maybe anything else? And some... olives? Yeah. Anything else? Chili mushroom? Yeah, chili mushrooms. Yeah. Do you have some fish sauce? Mình hỏi xem có nước mắm không? Put some soy sauce in. Yeah. Thôi anh theo người chuyên nghiệp là anh cũng làm như thế. Do one more the same for him too, yeah? Sure. Yeah, thank you. Anh nó không có nước mắm nên anh ăn maggi thôi. À, ở đây không có nước mắm đâu đúng không? À, đấy. Thấy em kia nó biểu diễn cũng đẹp đấy. Đây, mình ra đây lấy thêm ít thịt nguội nữa. À, đây, anh ơi làm tí bơ không? Bơ này đúng kiểu gia ri này. Tôm gia ri. À, anh chơi quả rau uy tín nha. Cái này là gì đấy, dạng như kiểu quả chám ấy nhỉ? Không phải. Ô liu. Ô liu xanh. Bánh mì. Bánh mì ở đâu em? Where the bread? Excuse me? Where the bread? Bread. Where the bread? We have a bread here. Ah, oh, sorry. Down here. Rất là nhiều đây anh em. Không nhìn thấy. Yeah. This is sliced bread. Yeah. Ah, yeah, nice. And yeah. This is Arabic bread. Ah. And this is the where is the traditional. This is traditional. Traditional bread. Bread. Okay, yes. I will try. Mình sẽ ăn thử cái bánh mì truyền thống nhé. Bình thường ở Việt Nam mình thì ăn nhiều cái bánh mì của Việt Nam rồi. Đấy. Okay. One more. Yeah, traditional, right? What about the croissant? Where? Which one is traditional? All is international, not Chinese. Yeah. Only this one is traditional bread. Ah. All this one, yeah, international. Ah, international. Yeah. Okay. And thôi.
Nên cái kia thì nó phổ biến quá rồi, mình xơi các loại bánh mì kiểu không kiểu ở đây đi. Làm thêm cái nữa cho chắc để lát đi chơi cho nó tít anh em ạ. Sợ đói. Mời cả nhà ăn sáng cùng anh em nhé. Ok. Anh ấy trong anh ăn trứng này à? Không, không. Anh này phải bồi dưỡng sức khỏe cho em đây. À, thế à. Ok. Đây à. Hôm nay xin phép review quả bánh mì Ả Rập. Vâng. Đấy. Ăn với cả thịt nguội này. Nếu đúng anh cho thịt nguội, anh cho thịt chút rau vào. À. Và anh cuộn lại cho thịt sốt mayonnaise vào thì nó giống như kiểu cái nó gọi là shawarma. Shawarma. Đấy, Ả Rập cái này. Đấy. Thôi được rồi. Anh chơi kiểu này cho nó dân dã trước á. Mời cả nhà nhá. Bên này là không có nước mắm không? Nước mắm. Nước mắm ở một số nhà nó có nhỉ. Ừ. Với nhà Trung Quốc này, nhà Thái Lan này, nhà Việt này, nếu với nhà như châu Âu hay là buffet quốc tế có. Ớt và nước mắm mình đang ăn. Vâng. Nó nhạt, mà cảm giác nó rất là khó ăn luôn anh em ạ, thề luôn. Nó thiếu mẹ, mất đi cái sự đậm đà. Dạ. Rồi, cho em xin phép, xin tí Maggi nhé. Mặn mặn đi. Cho nó mặn mặn đi, nó dễ nuốt. Có tí xì dầu ăn ngon hơn đúng không? À, có tí ok rồi đấy. À. Trung là ở bên này 12 năm. Vâng, em là sang năm 12 rồi. Nhà đi làm hướng dẫn viên được bao năm à? Em làm hướng dẫn viên từ năm 2018 ấy. 18? Vâng. Trước đấy thì làm mảng khách sạn, rồi sân bay. À. Em có 2 năm bên Qatar, trước đây trong sang đây. Ừ. Đây, đây là chăm sự nhờ chú, đưa anh em đi chơi khám phá qua. Ừ. Đi đâu mà cứ có cộng đồng người Việt mình thì yên tâm. Vâng, yên tâm mà. Đúng không? Nhưng mà ở bên Việt Nam, mọi người mà trước khi sang Dubai ấy, muốn kiểu book em đặt xe đưa đi chơi các kiểu như này có được không? Được, thoải mái anh ạ. Ừ. Em nhận hết mà. Làm từ xe 4 chỗ, 7 chỗ, 12 chỗ hay là 16 chỗ, 30 em làm hết. Ừ. Em có nhận một đoàn của cộng đồng bên Mỹ sang. À. Từ này được 100, hơn 100 khách. Thế là có nghĩa là muốn xe gì cũng được. Được xe thì được. Hướng dẫn viên người Việt. Hướng dẫn viên người Việt muốn đặt xe gì cũng được hết. Dạ. Thế chú sắp xếp cho anh một con xe thật ngon nhé. Vâng. Đấy. Nhưng mà phải chắc là phải thứ hai mới được đúng không? Vâng, để ngày mai em đổi ra. Ừ. Hôm nay là anh em mình cứ đi tặng con xe cà tàng đã. Ngày mai mình sẽ đi đấy. Nhưng mà cà tàng nó là dạng VIP ạ. Anh có làm thử tí trứng này không? Không, đây anh còn quả nữa. Hương bên này có món gì anh? Em ăn trứng hấp, anh còn trứng hấp à? Trứng hấp. Trứng hấp, cà rốt. Mà anh em mình ngồi đây á, giờ view thẳng ra cái... Anh sang lên ngồi đi. Cái chỗ... cái bảo tàng gì vậy? Bảo tàng tương lai ạ. Bảo tàng tương lai. Nào. Ăn xong thì sẽ nhờ em Tùng đưa đi một vòng quanh đây để ngắm phố phường Dubai. Đấy, sau đấy thì sẽ một số những danh lam thắng cảnh. Thì anh ở đây một tuần thì chú cứ sắp xếp làm sao cho nó hợp lý nhá. Vâng, dạ. Uy tín, uy tín, uy tín. Uy tín, cho nên là trên cái nền tảng là Trung ạ. Vâng. Nó ăn tất cả những cái món trên cái thế gian này. Vâng. Cái gì ngon. Dạ. Ừ. Cho nên nhìn người ta cảm nhận, cho nên cái cảm nhận của người khác nhìn vào là ngon. Dạ. Đói không? Đói. Hôm nay đi ngồi vé, nhưng mà em ngồi hạng thương gia thì ăn uống trên máy bay rồi chứ. Nhưng mà anh em biết sao? Mình ngủ quên mất. Dạ. Mình dặn con bé tiếp viên là tao ngủ thì mày đừng có mời tao cà phê hay là ăn uống gì cả. Thế nó cũng khỏi mời ăn tháng luôn. Ăn hai bữa nhưng mà nó hạn thương gia nó phục vụ liên tục vậy.
Nhưng vấn đề là mình lại mà tối dặn tối nó mà em cũng ngủ quên, cũng bỏ mất một bữa. Đấy, anh bảo ngủ, anh bảo là mày đừng gọi tao nhé để tao ngủ. Mình sợ hôm nay mệt đấy. Thôi bây giờ anh em tranh thủ ăn xong rồi đi chơi nhá. Quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.